Sợi dây chuyền em đang đeo đẹp quá ha. Có điều là nó hơi nhỏ. Em giữ cẩn thận nha, để rớt thì uổng lắm. Nghĩ khó uống quá, không uống nữa. Để em đi mua lại ly khác cho chị liền. Em nghĩ là chị có thời gian để đợi em đi mua ly khác không? Anh biết là em nhận được sự ưu ái lớn từ quan, nhưng mà không thể vì vậy em lơ là công việc được. Anh cho em một cơ hội để sửa sai. Kể từ bây giờ, tất cả những dự án có Ngọc tham gia, anh giao cho em quản lý. Đón xem bộ phim Bánh Mì Ông Màu được phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ 2 đến thứ 5 trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2020. Colorman Food Map hân hạnh đồng hành cùng bộ phim Bánh Mì Ông Màu.